Hưởng ứng sự kiện Giờ Trái Đất năm 2017 và chiến dịch Hãy Làm Sạch Biển do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, sáng nay tại bãi biển xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức của tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra lễ ra quân để thu gom rác thải trên 2 km bờ biển. Sau hơn 3 giờ, hơn 2 tấn rác thải các loại được lực lượng tình nguyện thu gom, phân loại và xử lý. Hoạt động ra quân làm sạch môi trường biển góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của bà con nhân dân đối với việc bảo vệ môi trường, hạn chế việc vứt rác thải, chất độc hại ra bãi biển, đồng thời hướng đến việc xây dựng môi trường khu vực biển sạch, đẹp, trong lành, thu hút khách du lịch đến với địa phương.